và đối với lại cái sự lo sợ hiện bây giờ với lại cái sự xuống giá gần đây đó, thì rất nhiều những người nổi tiếng đó các bạn thấy được cũng đã chuyển qua và cũng đã thông báo đó là cái bull market đợt này đã coi như đã chấm dứt rồi chúng ta được là chúng ta vừa nói tới Leon Fu chúng ta nói tới Bitcoin Crypto chúng ta nói Benjamin Coven vân vân và một trong những người mà rất nổi tiếng trước đây đó sau đó bị nhiều người chỉ trích liên quan tới cái mô hình stock to flow đó đó chính là plan b ngay cả plan b ngày hôm nay đó cũng đã đưa ra cái thông báo chính thức là plan b tuyên bố là không còn bull market nữa có nghĩa là đã kết thúc rồi chúng ta bắt đầu sẽ chờ đợi thêm một cái chu kỳ mới chứ cái chu kỳ này coi như là chấm dứt nhưng mà plan b lại nói là cái chu kỳ này chấm dứt đó hồi năm 2021 nhưng mà cần cảm thấy là Tại sao là không có tính cái đợt uh, all time high của năm 2021 Hồi cuối năm khi mà lên tới 69.000 Mà chỉ tính cái đợt là hè của năm 2021 Ở uh, cái mức là 63.000 đô Điều này thường cảm thấy là không hợp lý Nhưng mà thường cũng hiểu tại sao mà Plan B uh, Muốn giống như là bỏ qua cái mức cao 69.000 Của cuối năm 2021 Tại vì chỉ tính cái mức 63.000 ra Thì nó mới phù hợp theo cái cách tính và stock to flow của plan B mà thôi Thì tính là cái đỉnh của năm vừa rồi là 69 ngàn đó Thời điểm là cuối năm 2021 Thì không có phù hợp với lại cái um, lý thuyết của plan B Tôi nghĩ đó mới là lý do chính thức tại sao mà plan B lại bỏ qua cái đỉnh đó Nhưng mà dù sao đây nữa lại thêm một người Các bạn thấy được là coi như đã đầu hàng nói là không còn bull market nữa Và dạ, Thuận cũng đã từng chia sẻ với các bạn Chúng ta sẽ thấy sự tiến triển tốt của thị trường khi mà người lạc quan cuối cùng trở thành bi quan chúng ta đang thấy cái hiện tượng là nhiều người lạc quan đã từ từ chuyển bi quan hiện bây giờ nhưng mà không phải có bi quan đâu các bạn chúng ta bây giờ là nhìn vào cái tài liệu mới nhất tuần này về những quỹ đầu tư đó tuần vừa rồi họ có động thái gì thì chúng ta thấy được là những quỹ đầu tư lớn chúng ta thường hay theo dõi như là CoinShares, xpt SPT, Conshares Physical, 3iQ, Total Share Purpose ETF vân vân thì các bạn đã thấy một điều đó chính là tuần vừa rồi đó là một tuần mà nhiều người cho là rất là lo sợ trong thị trường crypto rất là nhiều người đó đã bán tháo dẫn đến giá cả của BTC các bạn thấy được là đẩy xuống tới cái mức thấp đó là chỉ có là 25.000 mà thôi các bạn đã thấy được là lúc đó là đẩy xuống mức chỉ còn còn phải dừng 25.000 trước khi chúng ta thấy cái sự ổn định bây giờ mức là khoảng 30.000 nhưng mà tuần nhiều rồi đó là một tuần mà có thể làm cho các bạn cảm thấy là ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy được cái dòng tiền đó không những là không rời khỏi mà chúng ta thấy được cái tuần nhiều rồi là cái tuần thứ nhì mà có thêm rất nhiều tiền đẩy vào trong thị trường này đến tiền người đầu tư Chi tiết hơn đó là họ đẩy vào tổng cộng là 274 triệu đô la tuần vừa rồi. Các bạn thấy được đây là cái đợt đẩy vào ngang hàng với những cái đợt cao trước đây. Có nghĩa là đột ngột có nhiều tiền đi ngược trở về. Và chúng ta thấy được là trong con số này đó đẩy vào trong quỹ đầu tư đồng nào là nhiều nhất phần lớn. Các bạn có đó được đồng nào hay không? Đó chính là Bitcoin ở cái mức là 298,6 triệu đô la là đi vào quỹ của BTC thì như bạn nói là thường mới gì chia sẻ chỉ có 274 triệu là vào thị trường này mà thôi từ những quỹ này thì làm gì có 298 triệu cái sự khác nhau đó là cái con số 274 triệu là con số tổng có một số những quỹ đầu tư đó thì có số tiền rời khỏi như là các bạn thấy là kế đó Ethereum là có 26,7 triệu rời khỏi chúng ta lại thấy quỹ đầu tư Solana cũng có dấu hiệu tương tự Polkadot cũng như vậy và một số những đồng khác và phần lớn đó nói chung các bạn thấy được là con số cực kỳ lớn trong tuần rồi đó là các nhà đầu tư điều quan tâm đến Bitcoin. Bitcoin là cái đồng mà có cái số lượng lớn tiền được đẩy vào tuần vừa rồi. Đó là cái tình hình của những quỹ đầu tư. Không thấy có dấu hiệu rời khỏi mà còn thấy có cái dấu hiệu là nhiều những nhà đầu tư đó đẩy tiền ngược cho vào. Và cái phần lớn số tiền này đó là đến từ Purpose. Các bạn đã nhớ đó, đây là cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF ở nước Canada. Và... Khi mà chúng ta thấy được là đột ngột có nhiều cái số tiền đẩy vào trong cái quỹ Purpose ETF này đó là có hai lý do thường nghĩ. Thứ nhất đó là đương nhiên có thể là có nhiều người ở Canada là muốn bắt đáy từng vừa rồi cho nên họ mới đi mua cái cổ phần của Purpose Bitcoin ETF này. Nhưng mà cũng có thể là chúng ta nên nhớ là chúng ta cũng thấy là cái sự hiện diện của cái quỹ đầu tư ETF Bitcoin ở nước Úc và một trong những quỹ đó, đó thường nhớ là quỹ Cosmo là cái quỹ mà sẽ mua chứng khoán của công ty Purpose và sau đó công ty Purpose tự nhiên sẽ đi mua Bitcoin cũng như là gián tiếp thu một Bitcoin đây cũng có thể dấu hiệu là chúng ta thấy cái số lượng nhà đầu tư đến từ nước Úc đi vào trong quỹ đầu tư Purpose này thông qua cái quỹ Cosmo của họ và theo một người nữa đó chúng ta thấy được là lại có thêm uh, Hopium Hopium này đó là đến từ Benjamin Cohen thì Benjamin Cohen nói đó là chúng ta hãy nhìn vào những địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều Bitcoin nhất đó từ cái xếp hạng là 103 tới 114 thì chúng ta sẽ thấy được đó là những địa chỉ ví này đó thì năm 2018 đó cái lúc mà ở cái mức lợi gần tới cái đáy rồi đó thì trong vòng 2 tuần họ cũng đã có cái sự là có nhiều Bitcoin đưa vào trong những cái ví này có dấu hiệu là thu gom Bitcoin rồi 2 tuần sau thị trường đã khởi sắc trở lại có nghĩa là họ có cái độ chính xác là khoảng chừng trong vòng 2 tuần để mà bắt đáy thì năm 2021 đó cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy được là họ cũng có khả năng bắt đáy trong dòng hải tuần và đợt này đó chúng ta đã thấy họ có động tĩnh trở lại và cái mà Benjamin Cohen muốn nói đó là cái số địa chỉ ví nằm trên danh sách từ 103 tới 114 này khi mà bạn lên trên trang Bit Info Charge, và sau đó đi vào Bitcoin Read list để xem những địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều BTC nhất thì để thuận cho các bạn thấy được là cái mà Benjamin Kubrick muốn nói đó là nhìn vào địa chỉ ví 103 này đi Thì chúng ta có thể thấy được là cách đây 2 ngày đó, ngày 14 tháng 5 Chúng ta thấy được là địa chỉ ví này có 1614 BTC nạp vào Chúng ta có thể nhìn vào địa chỉ ví 104 này đi Thì chúng ta cũng thấy được là ngày 14 tháng 5 đó chúng ta có 489 BTC nạp vào Và cũng ngày đó chúng ta lại có thêm 82.81 Bitcoin nạp vào Chúng ta có thể nhìn vào địa chỉ 105 này đi Địa chỉ ví đứng hàng theo 105 đó chúng ta cũng thấy hiện tượng tương tự là cũng ngày 14 tháng 5 có 128,62 pdc nạp vào địa chỉ ví này. Chúng ta nhìn thêm hai ví nữa thôi tại vì thường sẽ không có dành thời gian để mà nhìn tất cả các ví đâu. Chúng ta nhìn vào cái ví này đó, đây là cái địa chỉ ví mà chúng ta cũng thấy có 128,62 pdc nạp vào ngày 14 tháng 5 và chúng ta nhìn thêm một địa chỉ ví giống như là mươi đi. Thì chúng ta được là cái địa chỉ ví này cũng tương tự, ngày 14 tháng 5 chúng ta có 764 BTC nạp vào Có nghĩa là Benjamin Colvin nói là đột ngột ra cái số lượng bịch này nạp vào trong địa chỉ ví từ 103 tới 114 cũng tương tự trước đây chúng ta thấy à, năm 2018 và năm ngoái đó cũng như địa chỉ ví này nạp vào sau đó trong vòng 2 tuần đó, giá đã khởi sắc. Đương nhiên đây là hộp em được chia sẻ với Benjamin Cohen thôi, không có khuyến khích bất cứ bạn nào mà trade dựa theo tài liệu này đâu. Đây là một cái tài liệu thú vị thôi muốn chia sẻ với các bạn mà thôi. Cho chúng ta thấy được là ít nhiều gì cũng thấy dấu hiệu là không phải là ai cũng đang có sự lo sợ hiện bây giờ Có thể các bạn lo sợ nhưng mà không phải ai cũng lo sợ đâu Chúng ta có thể nhìn thấy được đó, một tài liệu khác nữa Hồi sáng này đó thì uh, Luna Foundation Go nghĩa là quỹ của Luna cũng đã chia sẻ chi tiết hơn những gì đã xảy ra tuần vừa rồi, họ còn bao nhiêu tiền, họ đã bán bao nhiêu vân vân thì chúng ta sẽ chia sẻ những thông tin đó một lát nữa. Nhưng mà Larry SeaMark sau khi mà thêm thông tin này đó thì uh, Larry SeaMark đã nói là chúng ta đã có thể thấy được là hơn một tuần trước đây đó thì trong ngân sách của the Luna là có khoảng 3,1 tỷ đô la là họ lưu trữ phần lớn là Bitcoin, một số lượng đồng AVAX, BNB vân vân nhưng mà phần lớn là họ lưu trữ BTC và một số những đồng altcoin lớn khác nhưng mà khi mà có cái tình hình liên quan tới đồng thi mất một đô la đó thì họ cũng đã dùng một số lượng tiền lớn để mà đổi ra để mà cứu vãn tình hình và tổng cộng đó họ kết thúc là sau cái đợt này đã chỉ còn có 87 triệu mà thôi từ 3,1 tỷ đô la có nghĩa là họ đã bán đi tuần vừa rồi đó trong vòng chỉ có 2 ngày mà thôi họ đã bán đi là 3 tỷ đô la để mà hỗ trợ đồng USD thì chúng ta có thể thấy được là ngay cả 3 tỷ đô la được bán trong phạm vi thời gian ngắn mà chúng ta vẫn thấy được là giá BTC đó đúng là chúng ta cũng có một cái đợt là mọi người cực kỳ lo sợ khi mà giá rất nhanh từ khoảng chừng 32 ngàn mà còn khoảng chừng là 25 ngàn sau đó chúng ta thấy được là giá cũng đã có sự ổn định khoảng chừng là 30 ngàn đô nghĩa là Larry Simac nói là ngay cả 3 tỷ đô la đâm lên trên thị trường chúng ta vẫn có thể thấy thị trường cũng có một sức mạnh để mà chống cự ở cái mức này. Đó chính là điều mà Larry Simak nói. Và chúng ta có thể nhìn vào tài liệu on chain thì các bạn có thể nghĩ là trong cái thời điểm này có thể là rất nhiều những bịch hồi đẩy lên nhiều hơn là rút ra tại vì nhiều người lo sợ thì các bạn à, có thể thấy được là thị trường lúc nào cũng sẽ cho các bạn một cái sự bất ngờ chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến bịch hồi nạp vào rút ra đó đây là chúng ta tính theo ngày thì các bạn thấy gì khi mà chúng ta zoom vào đây chỉ tính tháng 5 thôi chứ đừng có tính xa quá Tính tháng 5 thôi đây các bạn thấy được là thực tế gần đây đó là trong dòng là các bạn thấy um, khoảng chừng là ngày 10 tây tới bây giờ trong dòng 6 ngày qua mặc dù cái sự lộn xộn đang ở mức cao nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là hàng ngày phần lớn là chúng ta thấy được là nhiều thanh màu đỏ hơn là màu xanh. Có nghĩa là chúng ta thấy những ngày này đó những ngày mà có nhiều khôi rời khỏi hơn là nạp vào chúng ta có thể nhìn cái tài liệu còn bao nhiêu BTC trên sàn giao dịch thì khi mà thường zoom vào đó các bạn sẽ thấy được là chúng ta cũng thấy một số lượng Bitcoin đó ngày hai tây cho đến ngày chín tây đó cũng có số lượng Bitcoin đẩy lên trên sàn dẫn đến là trên sàn có nhiều Bitcoin hơn nhưng mà ngay sau đó thì ra sao khi mà zoom vào đó thực tế từ ngày 10 tây cho đến bây giờ đó là cái số lượng Bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào như thường mới vừa chia sẻ và nó cũng phản ảnh trong cái biểu đồ này là một lần nữa xu hướng của BTC đã, đã đảo ngược và cái xu hướng này đi xuống càng ngày càng có ít BTC sinh sản hơn. Và chúng ta cũng thấy là có một thông tin được chia sẻ trên cái Twitter của Tổng thống El Salvador là Nayib Berkeley. Thì Nayib Berkeley đã chia sẻ là đã mời tổng cộng, hôm qua đã thông báo là mời 32 ngân hàng trung của 32 quốc gia cộng với lại 12 những cái đơn vị đứng đầu trong tài chính thì có nghĩa là chúng ta thấy được là hơn khoảng chừng 40 quốc gia đó là sẽ tham dự một cái buổi họp và buổi họp này đó nghĩa là thông qua mạng mà thôi và đây là thông báo ngày hôm qua và khi nào họ họp thì dựa theo này Berkeley đó là sẽ họp À, uh, trong vòng một ngày có nghĩa là có thể là họ đã họp xong rồi hôm nay đây là ngày 16 tháng 5 tại Hoa Kỳ đây là thông báo đến từ ngày hôm qua và họ nói là sẽ họp trong vòng một ngày có nghĩa là chúng ta thấy cái kết quả hợp vẫn chưa biết nhưng mà có thể họ đã hợp xong rồi thì cái số lượng những cái quốc gia này là đến từ đầu thì các bạn thấy được là thông báo đó là chúng ta có những quốc gia đến từ Egypt, Bangladesh, Nigeria, Sao Tome, Pakistan, Nepal, Kenya, Paraguay và nhiều quốc gia khác như là các bạn thấy ở trên màn hình trong đó chúng ta cũng có Haiti, Gambia, Maldives, Wanda, Costa Rica và đương nhiên có đại diện của El Salvador và những quốc gia này đó tổng cộng là 44 quốc gia các bạn thấy được là trên màn hình đó, là cái màu vàng là đại diện cho những quốc gia này thì các bạn đã thấy được rất rõ ràng là phần lớn họ đến từ đâu phần lớn họ đến là từ ở uh, châu phi và chúng ta cũng thấy là một số quốc gia đến từ nam mỹ đó là những quốc gia rất có hứng thú liên quan đến việc uh, chấp nhận Bitcoin là một loại tiền tệ hợp pháp hay là một cái gì đó hợp pháp trong quốc gia của họ đương nhiên đây cũng là một thông tin tốt mà tôi muốn chia sẻ Hợp nói gì chúng ta đương nhiên là không biết hiện bây giờ, nhưng mà chúng ta thấy được cũng có thể kêu gọi được 44 quốc gia trong thời gian ngắn để mà trừ cái cuộc họp này cũng là một thành tích rồi. Kế đó nữa thì chúng ta thấy được là cũng có thông tin là công ty Celsius Network, có nghĩa là công ty mà đứng sau lưng cái nơi mà các bạn gỡ tiền lấy lại Celsius thì dựa theo tài liệu được chia sẻ với lại SEC đó, thì Celsius cũng đang có ý định là lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. À, điều này có tốt hay không thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn tại vì chúng ta được là đây là một công ty cũng ra đời lâu năm rồi, 2017 à có CEO là Alex Masinski mà gần đây đó một số người nói là cũng liên quan đến The Luna nhưng mà đương nhiên là Salesforce cũng nói là không liên quan và cũng chưa từng cho theo Foundation mượn tiền hay là cũng chưa từng hỗ trợ về cái việc tấn công mạng lưới này. Và hôm nay có thông tin là họ có ý định là lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng đã biết là một trong những công ty nổi tiếng lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ đến từ trường crypto này không có công ty khác hơn chính là công ty Coinbase và công ty Coinbase đó thì không hỗn lắm trên thị trường chứng khoán các bạn thấy được là cây quý vừa rồi đó thì đã thông báo là trong quý 1 năm 2022 này đó là họ đã lỗ đi là 430 triệu đô la và mất đi 19% của số lượng người dùng và chúng ta thấy được đặt cổ phiếu đó của công ty Combi đứng là không ổn lắm. Chúng ta thấy là khi mà mới bắt đầu phát hành vào tháng 11 đó của năm ngoái đó thì lên tới đỉnh là khoảng chừng 367 đô. Sau đó chúng ta thấy được giá rớt mãi cho tới bây giờ là 60 5 đô la khi mà đóng cửa ngày hôm nay thì cái sự rớt giá này đó thì cũng không có gì là đặc biệt khi chúng ta so sánh ngang hàng với là những công ty như này Netflix, PayPal nhưng mà ý tôi nói đây là công ty này cũng là một công ty mà có cái chứng khoán này xuống rất mạnh nhưng mà cũng không có khác biệt nhiều so với những công ty công nghệ như này, Netflix và PayPal đâu nhưng mà chúng ta có thấy được là một trong những đề tài mà làm cho nhiều người hoang mang đó là trong cái giấy tờ nạp cho SEC thì có một câu hỏi đó là trong trường hợp trong cái trường hợp mà lỡ như mà sàn Coinbase bị phá sản đó thì cái số lượng tiền mà họ đang lưu trữ cho khách hàng đó sẽ tính như thế nào? Có nghĩa là họ đang lưu trữ tổng cộng là 256 tỷ đô la tiền mặt và crypto cho khách hàng của họ. Thì công ty Coinbase đó, trong danh sách gửi đến SEC nói là lỡ như mà có chuyện nó xảy ra, lỡ như mà thôi thì cái số lượng tiền của khách hàng đó có thể là trở thành một tài sản bị siết bởi chủ nợ có nghĩa là những chủ nợ có thể là siết cái tài sản đó mặc dù là tài sản đó là thuộc về những người mà gửi tiền vào thì chúng ta thì được là cái điều này cũng dẫn đến một số những cái tin đồn là có phải là sàn Coinbase chuẩn bị phá sản hay không thì chúng ta cũng thấy được là CEO của sàn Coinbase Brian Armstrong cũng đã đứng chính lại lý do tại sao mà họ có cái phần đó ở trong cái giấy tờ gửi đến SEC tại vì SEC bắt buộc bây giờ đó là một cái phần mới bất cứ công ty nào cũng phải gửi tài liệu này để cho SEC biết được là trong trường hợp mà nếu như mà bị phá sản đó, thì tài sản của khách hàng có bị siết bởi những chủ nợ hay là không đó là phần mà SEC đòi hỏi chứ không phải là Coinbase thay đổi gì hết đó là một cái điều đã có từ trước tới giờ rồi chỉ là bây giờ là họ cần phải thông báo với SEC mà thôi và hiện bây giờ đó là họ không có gặp một vấn đề nào hết và chúng ta được là vài năm xong nói là sàn vẫn ổn không có vấn đề gì chỉ là theo pháp lý họ phải thông báo như vậy mà thôi và họ cũng trả lời kỹ hơn đó là trong trường hợp mà có phá sản xảy ra nếu như có đi nữa đó thì những khách hàng prime và những khách hàng custody của những khách hàng mà gửi vào à, để mà lưu trữ dài hạn đến những công ty lớn đó thì họ sẽ được bảo vệ về pháp lý có nghĩa là cái số tiền đó, đó là chủ nợ sẽ không được đụng đến đó là cái số tiền mà thuộc về những cái công ty này nhưng mà ngược lại đó, những nhà đầu tư retail đó thì cái sự nguy hiểm đó chính là hiện bây giờ pháp lý đó vẫn không có bảo vệ những nhà đầu tư retail có nghĩa là nếu như lỡ như có chuyện đó xảy ra đó, thì cái số tiền này có thể là bị siết bởi những chủ nợ và đương nhiên sau khi siết rồi thì các bạn nào mà đang ở trên Coinbase cũng sẽ trở thành chủ nợ của Coinbase tại vì chờ tòa xử lý thì đương nhiên điều này làm cho nhiều người rất là lo sợ tuy là Brian Armstrong cũng đã nói và thường cũng có Tôi nghĩ là bây giờ đâu có lý do nào mà chúng ta thấy là Coinbase phá sản đâu chúng không phải có dấu hiệu nào hết ở hiện bây giờ chỉ là cái thu nhập của họ không như trước đây mà thôi tại vì thị trường đã có cái sự thay đổi rồi bây giờ hầu như là sàn nào cũng giảm cái chi phí giảm chi phí hầu như bây giờ những sàn đó là họ kiếm lợi nhuận là không phải tính từ cái số lượng mà các bạn trả phí truy đi nữa mà họ đến từ những cái sản phẩm khác như là NFT vân vân staking hay là các bạn tham gia vào launchpad của họ để mà họ kiếm lợi nhuận chứ không phải là chỉ đơn giản là họ lấy tiền từ trading nữa nhưng mà dù sau này nữa đó thông qua những cái chuyện này thì thường cũng cảm thấy được là cái số lượng tiền bản thân của mình đang lưu trữ trên những sàn có thể là nhiều hơn là mình mong muốn cho nên thường cũng đang trong cái thời điểm đó là từ từ rút ra bớt cái số lượng tiền này để mà tự bảo quản tại vì tuy là nói như vậy nhưng mà đây cũng là điều thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta không thể để hết vào một nơi và không thể tin tưởng bất cứ một dịch vụ hay là một sàn nào hết các bạn cần phải chia ra và cần phải cẩn thận và cho dù là chúng ta thấy thị trường nó có cái sự bất ổn nhưng mà các bạn thấy được là zoom ra sẽ thấy sự thật chúng ta thấy nếu như chúng ta nhìn vào ngày này qua ngày nọ thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái biểu đồ giá nó nhìn như thế này các bạn nhìn vào năm này qua năm nọ các bạn có thể thấy được biểu đồ của BTC nhìn như thế này và các bạn nhìn vào thập kỷ này qua thập kỷ nọ đó thì không có đồng tin chúng ta sẽ nhìn thấy biểu đồ như thế này cho nên zoom ra sẽ thấy sự thật và nói tới đây đó thì chúng ta thấy là hôm qua không có video hôm nay thường sẽ dành thời gian để mà trung bình giá cái danh mục thử nghiệm mà thường tạo với các bạn thì đây là danh mục ở trên con đây không phải là danh mục thật và như bạn theo dõi thì cũng đã biết rồi mỗi một tuần nên thì chúng ta sẽ dùng một ngàn đô cho nó là một con số chẵn để có thể trung bình giá vào thì trong tuần này các bạn sẽ được là cái số lượng phần trăm vốn hóa của BTC đó đang nâng lên và trong danh mục này đó là chiếm cái tỷ lệ khoảng 53 thì thời điểm này thì vẫn sẽ tiếp tục trung bình giá vào chỉ BTC mà thôi và chúng ta sẽ để vào thêm 1.000 đô cho tuần này cho BTC Tuy nhiên chúng ta sẽ thu mua thêm 0.03 BTC vào trong cái chương mục này cho tuần này. Thì chúng ta đã làm xong cái phần đó. Đây là tuần thứ 8 chúng ta trung bình giá rồi. Và đương nhiên từ lúc mà chúng ta bắt đầu cho tới bây giờ ra thị trường là một màu, màu đỏ thì chúng ta đã thấy là ở thời điểm bây giờ đó là ngay cái chương mục này cũng đang âm 26.58% Đương nhiên khi các bạn trung bình giá đó thì trong thời gian dài chúng ta mới biết kết quả được Nhưng mà đây là kết quả hiện bây giờ trong vòng 8 tuần qua chúng ta cũng cần phải chờ thêm thường đã nói rồi ít nhất là một tới hai năm chúng ta mới thật sự là thấy kết quả của trung bình giá như thế nào